Chào mừng các bạn quay trở lại với Mark Channel và mình là Thế Anh. Các bạn có còn nhớ chiếc iPhone 5C hay không? Hiện tại thì iPhone 5C được coi như là một cái bản thử nghiệm của Apple về việc sản xuất ra một cái mẫu điện thoại với vỏ nhựa này, giá thành rẻ và nhiều màu sắc. Tuy nhiên thì sáng kiến này có vẻ như là không có tuổi thọ dài, và do là người dùng iPhone thì chủ yếu thích các mẫu iPhone với vỏ nhôm hay là kính hơn. Và ngoài ra thì mẫu iPhone 5C thì cũng không hẳn là có giá quá là rẻ. Mặc dù vậy thì iPhone vẫn luôn được coi là niềm cảm hứng để các hãng điện thoại khác học tập theo. Chính vì thế thì gần đây sản xuất điện thoại được Nhật Bản là Sharp đã cho ra mắt chiếc điện thoại Android One S 3 có thiết kế trông không khác gì nhiều khi mà so với chiếc iPhone 5C của Apple. Nói về chiếc điện thoại Android One S 3 thì có lẽ cái điểm nhấn lớn nhất của chiếc máy này là nằm ở phần thiết kế, khi mà ngoại hình của nó thì trông không khác gì mấy khi mà so với cái mẫu iPhone mà 5C mà Apple đã cho ra mắt trước đây. Máy được thiết kế với thiết kế nguyên khối với chất liệu chính được làm từ vỏ nhựa và bốn góc thì được bọc cong khá là mềm mại. Cạnh phải của máy có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Còn phía cạnh trái chúng ta chỉ có duy nhất một khay SIM mà thôi. Phía cạnh dưới của máy là cổng sạc USB Type-C cùng với mic thu âm. Đặc biệt thì ở phía mặt lưng chúng ta sẽ có một camera với độ phân giải là 13 megapixel cùng với đèn flash LED được bố trí trông là rất là giống với chiếc iPhone 5C. Phía mặt trước của máy chúng ta sẽ có một màn hình lớn với kích thước là 5 inch, độ phân giải Full HD. Và đặc biệt thì do đây là một sản phẩm đến từ Sharp, chính vì thế nên là chiếc máy được ưu ái trang bị tấm nền ở màn hình là XO cao cấp cho chất lượng hiển thị khá là tốt. Về thông số kỹ thuật thì máy được trang bị con chip tầm trung là Qualcomm Snapdragon 430, RAM là 3GB cùng với bộ nhớ trong là 32GB. Viết pin đi kèm theo máy có dung lượng là 2700mAh. Và khi bán ra thì máy sẽ được cài sẵn trên nền tảng Android 8.0 mới nhất Oreo. Và do đây là một chiếc máy nằm trong dự án Android One của Google, chính vì thế nên là phần mềm được cài theo máy cực kỳ là sạch sẽ, không có bất cứ áp giác nào của nhà mạng, cũng như là máy sẽ được hỗ trợ cập nhật trực tiếp từ Google, chính vì thế là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là máy sẽ được hỗ trợ rất lâu dài. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị khả năng chống nước và bụi bẩn IP68, cùng với rất nhiều sự lựa chọn tùy biến về màu sắc, chúng ta có thể lựa chọn theo sở thích. Chiếc điện thoại Android One S 3 có mức giá dự kiến là 32.400 yên, tương ứng với khoảng là 300 USD, khiến cho chiếc điện thoại này trở thành một trong những chiếc máy tầm trung đáng sở hữu nhất. Như vậy thì dù đã được ra mắt từ năm 2013, nhưng đến thời điểm hiện tại thì iPhone 5C vẫn đem lại khá là nhiều cảm hứng thiết kế cho những nhà sản xuất Android. Và nếu như mà so với chiếc iPhone 5C thì mẫu Android One S 3 đến từ Sharp có phần là nổi trội hơn về mức giá cũng như là màn hình nó to hơn, hợp thời hơn. Và theo các bạn thì các bạn đánh giá sao về cái mẫu máy này của Sharp thì đừng quên để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Và video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhé. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.